kiểm tra xem là mình đã cho đúng số điện thoại hay chưa để bên em chốt đơn nha. Cho chị xem lại mẫu lúc đây. Cái mẫu em vừa qua hả chị Kiều Kỳ? Kiều ơi, cái mẫu đó là một xíu em tắt lại, cái gì chị kéo lại chị xem giúp em nha. Do là em lỡ thay ra ở trong cái phòng thay đồ rồi thì có gì một xíu đó chị có thể mình thêm là mình theo dõi lại livestream giúp em nha chị nha. Còn không thì mình cứ trao số điện thoại đi. Các chị bên em sẽ inbox cho mọi người trong cái phần inbox, hay là mình nhắn tin cho shop để bên em tư vấn cho mọi người cái mẫu em vừa qua nha chị. Kiều nha. Rồi em đang mang hả chị, mã là B840 chịu nha. Mẫu này là B840 cho em. Em không biết là Caro thì lên live nó có bị nhận hàng hay không, nhưng mà tùy máy đó chị sẽ xem được cho em ha. Con dán cho mình kiểm tra trước lên máy cho em luôn. Rồi mã này bên em sale là 99.000 của mấy chị. Chị nào mình lấy thì cứ cho em mã và số hệ. Dưới em tầm là 52 cân, các chị tầm 52 cân các chị mang vừa cho em. Đây là phong dáng, là chị cái phong dáng cũng khá là dễ mang, phong dáng làm xòe. Rồi chị Hằng Nguyễn, ok chị em chốt đơn 99.000 nha. Mình đừng quên là chị nào mình làm hàng nhớ là mình để đúng mã và số thoại liền cho em luôn để bên em tư vấn cho. Do là ngày hôm nay em sale rẻ lắm các chị, kiểu là hàng xả kho á, ai nhanh tay mình có đơn mà chậm tay sẽ không có đơn giùm em nha. Rồi em dùng đơn nè, cái 840 này hiện tại chỉ còn cho mọi người là 3 chiếc thôi. Vậy nên là chị nào mình muốn săn sale được á, đừng quên là cho em đúng mã cũng như số điện thoại và em tư vấn size chính xác nhất. Nếu chị nào mình mang CF mình lấy cái mẫu này về, chắc chắn là mọi người sẽ phải đi chích lại em một xíu ở phần eo để mình mang. Do là size này em làm từ size M thì eo của các chị mình tầm là 70 đổ về, mẫu này tầm 68-70 đổ về các chị mang được cho mọi người nha. Phần tay bên em làm là phần tay cắn dơ các chị, cổ tiêm cho em ha. Họa tiết bên em là đều là những cái hoa nhỏ trên nền caro, đơn giản nhẹ nhàng basic cực kỳ dễ mang luôn, và giá là 99.000 đó. Nên là chị nào mình chốt thì nhớ cho em là tầm khoảng size S size M mình chốt được, còn ví dụ như chị nào mang size L là không được cho em nha. Rồi B840 này đằng sau bên em làm là thiết kế khóa kéo lỏng đó các chị, cực kỳ dễ mang cho em ha. Với mẫu này mà 99.000 thôi thì chờ các chị ở mình chốt ngay vào liền đi, mình đừng chờ đợi nha các chị nha. Rồi B840 nè, em chào chị Nắng Hoa, xin chào các chị đang theo dõi live nha. Mã là B840 á mấy chị, em có ghi bình luận sẵn nha. Dạ rồi, cái này là em dùng đơn ha, chị nào cho em mã và số thoại của em chốt đơn hàng hết rồi, các chị cứ yên tâm cho em nè. Rồi B840 ok chị, em chốt đơn hàng thành công nha. Chị nào mình chưa chia sẻ live cho mình nhớ là mình chia sẻ live giùm em luôn. Rồi ai dùng đơn cho em xin thay chữ dùng đơn nha mấy chị nha. Chắc là cái mẫu này cũng là cái mẫu cuối cùng cho mọi người săn sale, vậy nên là từ nãy đến giờ ha, chị nào mình đặt hàng thì là bất kỳ cái mẫu nào mà mình thiếu số thoại các chị kiểm tra bổ sung giùm em, hay chị nào thiếu mã mình bổ sung mã cho em, hoặc là mình muốn xem lại mẫu nào đó thì bây giờ mình nên tắt like, các chị có thể mình kéo lại like cho em để mình xem mẫu giùm em nha. Cảm ơn các chị và hẹn các chị vào cái live stream 12 giờ trưa nay của đại mẫu nhà các chị nha.